Hoàng Treo, Đậu Toàn bên trong, Đậu Toàn đối mặt, chính xác, pha phản công sở trường của Ocean. Đó là một pha phòng ngự phản công chuyển đổi tuyệt vời của các cầu thủ áo cam. Cầu như thế này, 2-1, pha vẩy má của Huy Hoàng là hoàn hảo. Đậu Văn Toàn cũng đã có một pha xử lý chuẩn mực, đỡ bóng một chạm vừa đủ để thực hiện cú đá. Rồi Lê Sĩ Tính đã quan sát không tốt khi mà Phan Đình Thắng đứng chống trải ở bên phía cánh trái. Huy Hoàng, Đậu Văn Toàn, Huy Hoàng tuyệt vời, 1-0 Ocean. Lại là một tình huống phòng ngự phản công chuyển đổi tuyệt vời của Ocean, và kịch bản rất giống với một bàn thắng diễn ra của họ ở vòng đấu trước, cũng là Huy Hoàng tăng tốc và chuyền bóng cho Đậu Văn Toàn. Ở vòng đấu trước thì khoảng cách mà Đậu Văn Toàn dứt điểm thì nó còn khó hơn trận đấu này. Trận đấu với BIDV thì Đậu Văn Toàn dứt điểm ở khoảng cách khoảng 7m, còn vừa rồi chỉ là 1m và không có thủ môn. Huy Hoàng đã làm toàn bộ những phần việc khó nhất, anh rèn giữ và qua người. Sau đó thì căng ngang một cách nhẹ nhàng để Đậu Văn Toàn đệm bóng vào lưới trống. Huy Hoàng vẫn đang thể hiện một vai trò cực kỳ quan trọng ở tuyến giữa của Ocean. Của Trung Bết, nhưng nó thực sự là vẫn chưa được bóng. Tuyệt vời, bóng đá là như vậy, khi mà Trung Bết vừa bỏ lỡ cơ hội thì ngay lập tức Đậu Văn Toàn đã trả lời bằng một bàn thắng. Bàn thắng này đến từ nỗ lực cá nhân của Đậu Văn Toàn, và đây là khuôn mặt không nhiều biểu cảm của huấn luyện viên Lê Quang Long. Đậu Văn Toàn thi đấu rất âm thầm lặng lẽ trong trận đấu ngày hôm nay, nhưng ở những thời điểm quan trọng nhất thì tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội, cầu thủ mang áo số 21 đã lên tiếng. Pha xử lý gọn gàng và cú ra chân rất nhanh bằng chân trái của Đậu Văn Toàn đã hạ gục thủ môn Hiếu Mèo. Trận đấu giữa MV Corp và Ocean, tỷ số lúc này vẫn đang là 2-0 nghiêng về phía cầu thủ Ocean nhờ những bàn thắng của Đậu Văn Toàn. Trong hiệp 2 thì Ocean đã có rất nhiều cơ hội để có thể nâng tỷ số lên 2-0, và đến bây giờ thì Đậu Văn Toàn mới hoàn tất cú hat-trick của mình để nâng tỷ số lên 3-0 cho Ocean. Những tình huống phản công rất dễ dàng với rất nhiều khoảng trống đã được các cầu thủ Ocean thực hiện. Rất nhiều cơ hội đã được tạo ra, và đến bây giờ ở phút thứ 48 thì Đậu Văn Toàn đã hoàn thành cú hat-trick của mình để giúp cho Ocean vươn lên dẫn trước với tỷ số 3-0. Ocean đã có một trận đấu hay, còn MV Corp thì lại có được một trận đấu quá tệ, đặc biệt là hàng thủ. 2-1, pha chuyền bóng của Quang Híp là rất dễ dàng, và sau đó những nỗ lực tiếp theo của Đậu Văn Toàn đã giúp cho cầu thủ mang áo số 21 này có được hat-trick trong trận đấu ngày hôm nay. Đó lại là một tình huống phát động tấn công tốt nữa của Thái Rooney. Phản công cho Ocean, Huy Hoàng, Thái Rooney, bên trong là Công Định và Đậu Toàn. Tuyệt vời, đường kiến tạo tuyệt vời của Thái Rooney, và một lần nữa Đậu Văn Toàn lại thể hiện được cái duyên ghi bàn của mình. Đậu Văn Toàn thì đã cười rất tươi, nhưng Lê Quang Long thì không hề mỉm cười, một khuôn mặt lạnh lùng. Cho dù là tỷ số 2-0 thì các cầu thủ Ocean phải để có đến 99% trụ hạng. Luôn luôn là những thái độ cực kỳ lo lắng mỗi khi đội nhà xuất trận. Có những trận đấu anh còn không dám xuất hiện ở khu vực kỹ thuật. Quang Híp, Huy Hoàng, Đậu Toàn. Đây mới là một pha phối hợp sân 7 sở trường mà chúng ta lâu lắm rồi mới được thấy. Những pha đan lát, những pha bật nhà một cách vô cùng hợp lý và đẹp mắt. Huy Hoàng có bàn thắng thứ 3 của mình ở mùa giải năm nay, nhưng trước đó là những pha dàn xếp cực kỳ kỹ thuật và hợp lý. Vẫn chưa cười các bạn ạ, 3-0 rồi và chắc chắn trụ hạng rồi. Rất hồi hộp. Vào!
ghi bàn. Điều gì đang xảy ra trên sân đấu C500? Không hiểu điều gì đang xảy ra. Tất cả cầu thủ Tuấn Sơn chờ đợi một tình huống treo bóng, nhưng Ngân Văn Đại và Đại Cán lại thực hiện một pha đá trên bóng cắt mặt. Và đây là khuôn mặt thẫn thờ của Đại Cán. Phút thứ 58 rồi và chưa hiểu điều gì đang xảy ra trên sân đấu số 1 sân đấu C500. Ngân Văn Đại không được. 2-1 cho Nguyễn Trãi, và điều này đồng nghĩa với Gia Việt ăn mừng ở sân bên cạnh. Không còn thời gian cho Tuấn Sơn nữa rồi. Và đúng lúc này thì trọng tài chính Phan Huy Hằng đã nổi còi kết thúc thời gian thi đấu. Trận đấu giữa Tuấn Sơn và Nguyễn Trãi. Nguyễn Trãi là người giành chiến thắng, và điều này đồng nghĩa là Gia Việt đã bảo vệ ngôi vị thành công của họ ở giải đấu năm nay. Đại Cán đã khóc, khuôn mặt của Hồng Sơn thẫn thờ. Cầm vàng rồi lại để vàng rơi, đó là những gì diễn tả đúng nhất về Tuấn Sơn. Còn đây là Gia Việt. Gia Việt đang ăn mừng với chiếc vô địch lần thứ 2 liên tiếp của họ. Họ đã bảo vệ ngôi vị thành công ở giải đấu năm nay. Một giải đấu quá cảm xúc, một giải đấu quá hay của HPL. Một pha mất bóng nguy hiểm của Sơn-Muller. Dứt điểm, không được. Một pha dứt điểm rất nguy hiểm của Ngân Văn Đại. Một tướng phối hợp đá phạt và đã có được bàn thắng. Ngân Văn Đại rất nguy hiểm. Một pha dứt điểm rất căng và nguy hiểm đến từ Ngân Văn Đại. Pha mất bóng rất nguy hiểm của Phương Vô Tô. Không vào. Ngân Văn Đại rất nhanh. Thuận xuôi, không được. Một pha xoay người và dứt điểm rất nhanh. Vâng, như vậy có vẻ như đã có bàn cân bằng tỷ số, và người ghi bàn đó là Ngân Văn Đại. Một pha phối hợp và dứt điểm rất nhanh. Ngân Văn Đại. Bài dành cho cầu thủ Nguyễn Trãi. Mọi chuyện đã thay đổi quá nhanh. Anh đã quá tập trung vào cầu thủ đối phương. Ngân Văn Đại là người đã có một pha căng ngang. Pha vào bóng không trúng của Hoàng Tẻ. Vlogger Minh Hải. Thuận xuôi. Đưa cho bóng là thuận xuôi của Ngân Văn Đại. Rất căng, không được. Một pha chủ động đưa bóng về phía cột 2. Câu lạc bộ Phú Đồng. Ngân Văn Đại. Ngân Văn Đại có những tình huống rậm gầm rất hay. Như Tuấn. Hey!
Như Tuấn dứt điểm, không vào, vẫn không vào, vẫn không vào. Like và share nhịp đập Ai Phủi và Ai Phủi TV để theo dõi thêm những video hấp dẫn nhé anh em.